Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bụ Sơn Kỳ Hương, Đức Quỳnh Giáo Dụ Chứng Minh Gia Hộ cho đệ tử thành tâm phát nguyện. Nam Mô Di Đà. Lại cầu xin các đấng đất ngài, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Thầy gia hộ độ cho tất cả bá gia bá tánh được biết hướng thiện, hồi đầu về Phật pháp và được sự ăn năn hối cải, để biết rõ lại tội lỗi của mình, để trở về Phật sớm, để gặp Phật đàn, cực sang cực lạc, được hưởng mùa xuân của Phật pháp. Nam Mô Di Đà. Cầu có lời thiết tha tha thiết. Trong đêm nay, trong giờ này, tất cả quý vị, tất cả đồng đạo có biết rằng trong buổi hạ quân, trong một ngày này đã hết rồi, mà Đức Cậu còn khuyến thiện đem lại dàn tiếng ngọc để cứu giúp nhân sinh, bá gia bá tánh, đồng đạo. Nhưng tất cả mọi người có rõ hiểu được hay chăng? Tất cả đồng đạo đều đi bên ngoài, dùng hữu hình làm sao biết được cảnh vô, vô hình vô như biết hết. Hôm nay Đức Cậu tín nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà để cứu độ nhân, để cầu cho bá gia bá tánh được hồi hướng tu hành sớm gọi được. Nhưng thật là không có kịp, trong một ngày này đã hết rồi, tất cả đồng đạo có biết được hay không vậy? Ráng cố gắng tu hành hiện diện hôm nay, tại sao trong buổi này rồi mà cậu còn ngồi đây để lãng giảng, để tâm sự, để trao đổi, để gợi lại những gì của Phật pháp? Tại chúng sanh mê lầm, đối với đường Phật pháp đi không đúng là một việc sai, không tự kiểm điểm thấy mình được. Mình là một con người có nhân có quả, cái quả của mình không hiểu. Mình để đổ trước cho tất cả mọi người đều là việc nghiệp của chúng ta, chúng ta không hiểu được. Xin kính thưa chư quý vị, cùng là đồng đạo hôm nay có mặt thành tâm mà nói như thế này, nếu từ buổi giờ đây là một ân huệ cuối cùng của Đức Cậu đã ban lành cho tất cả chúng sanh đồng đạo cùng bá gia bá tánh, nếu tất cả các vị nào, các trò nào, các đạo nào còn hướng về, còn hiến dân chọn một tâm lành thì còn gặp Phật được, còn gặp Đức Ngài, Đức Cậu, Đức Thầy được, còn bằng không ngược lại thì không được gặp trong cái buổi này. Thì ngày sau đừng có trách tại sao mình không được gặp Phật. Mình gieo tạo biết bao nhiêu công đức phước lành của mình, tại sao mất? Vì phước đức ấy, quý vị còn lẫn quẩn với tâm phàm của mình, còn mê muội, còn tối tâm, còn mù loà, còn sai mê, còn bị trượt bẩn thì làm sao vượt qua được. Ngay bây giờ, trong đêm nay thanh tịnh, cậu muốn gợi lên để tặng cho tất cả, để khuyến từ, để nhắc nhở thêm một lần chót nữa. Cậu đã quy ẩn rồi, thì tất cả đồng đạo phải ráng cố gắng tu hành để vượt qua. Mình tu hiện diện hôm nay phải hy sinh, phải chọn lành với các đấng, để cúng dường cho tất cả tâm lý trí tốt đẹp, tấm thành tình trong sạch cho các ngài. Đừng cầu nguyện nhiều nữa, mỗi buổi tối đến dương hương, đứng nghiêm trang trước bàn Phật, đỉnh lễ Đức Thầy, Đức Phật được rồi. Có nghĩa là trong ngày này con đã không làm việc gì sai quấy, con tự kiểm điểm thấy. Giờ dương hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, cùng là giờ thanh tịnh con xin dân hiến trọn lành cho Đức Phật, Đức Ngài. Xin Ngài hầu độ bá gia bá tánh. Được rồi, đừng cầu nguyện lẫn quẩn nhiều nữa, đừng làm phiền thầy tổ nữa, cùng là đừng làm phiền Phật pháp nữa. Phải ráng rút ngắn thời gian ngắn gọn lại để lo tu. Quý vị có biết không? Sự tu hành mình còn chánh mãn nghiệp lực mình còn dài lắm, thành ra mình phải bị đủ chuyện trên đời. Đừng có buồn, để ráng lo tu đi, để rửa gội tấm lòng của mình. Phải ráng nghe lời thầy tổ, dùng đức hạnh cao siêu giúp cho tất cả đồng bào bá gia bá tánh đói khổ nghèo nàn hoặc là bệnh tật nguyền, ta phải hy sinh tròn vẹn với thầy tổ, quyết chết sống một đời một đạo đến ngày chung thân mới được. Chứ còn lương hương thì quý vị không thể bước lên được nấc thang của Phật, vì không hèn không sang, không cao không thấp, không còn không mất, tất cả cảnh quậy việc này Phật nó đâu có. Cho nên hôm nay cậu sẽ nói chứ quý vị về đi, quý vị ráng tu hành, tu làm sao cho trọn lành trọn đạo, tu làm sao cho được rạng rỡ. Ngài hội lâm qua, Ngài thánh đức có mặt tất cả chúng sanh, quý vị được tham dự buổi hôm nay rất có phước đại cậu.
vì cậu có tình thương. Vì con của cách đến khắp tất cả bốn biển năm châu mà, chứ không phải đợi đến Việt Nam không đâu. Cho nên hôm nay, quý vị đáng lo tu hành đi. Ngày sau đức cậu có giúp đò lạc quốc rước quý vị từ hải ngoại về nước Việt Nam để rồi gặp Phật. Cùng là về nước Việt Nam sẽ thấy thầy, thấy thánh tòa đã mở, thấy miền bảy núi năm non, thấy tất cả những đài thành của Phật Pháp, Nam Phương có Phật, Nam Phương Phật, Nam Phương giáo đạo. Cậu sẽ xuống bút để điều nghiến, để cứu khổ, cứu nạn, cứu độ dạng dân bá tánh mà. Suốt bao tháng năm dài, cậu đâu có than khổ, chịu hy sinh đi cứu độ nhân quần để đem lễ cho nước nhà, cho Việt Nam truyền thống, cho con người được rạng rỡ, đi đến chân lý đúng. Không, tất cả đồng đạo về kiểm điểm mình đi. Có mình có sai trật từng tự hằng ngày để gội rửa những dấu vết gì mình đen tối đó. Đừng kiểm ai. Những cái bản ngã phàm tâm của mình dẹp bỏ đi. Đừng còn. Khi chúng ta còn ở nơi đây, mà chúng ta đã siêu thoát hoàn toàn, không còn vướng bận nữa. Âu là nghiệp lực còn quấy cuồng đó. Hiện diện giờ này, kim thân của cậu còn gần gũi tất cả đồng đạo hiện diện hôm nay, là do trên nó sắp đặt định như vậy, mới còn gặp đồng đạo, mới còn gặp tất cả các bậc sĩ hiền. Cầu mong tất cả đồng đạo ráng tu đi. Tất cả quý vị tu đi, ngày sau sẽ gặp hiền nhân các đấng, sẽ có mặt ở Hội Long Hoa, sẽ có mặt ở tất cả mảnh đất của Phật, không còn bao lâu nữa. Ráng cố gắng tu hành, các bậc các ngài đã xuống thế hết rồi, đã tá trần hết rồi, quý vị không lựa ra được đâu, không biết ở đâu đâu. Vì Đức Thầy có nói rằng một gốc cỏ, sau đây một gốc cỏ, một ông thầy, một gốc cỏ, một con ma. Thì giờ này chúng ta phải tu thiệt, chúng ta phải nói thiệt, làm thiệt tất cả những gì hằng ngày, hằng giờ, hằng phút với kiểm diệt phải tu liền, không thể đợi, chờ trong giây phút nữa. Vì chúng ta tu rồi không có ngày mai, phải chôn vùi cái chết của mình đi, phải giam mình đi, phải để cho mình chết trước đi rồi, mình tu mới được. Nếu chúng ta thấy ta còn sống thì cảnh ảo tưởng này ta sẽ mê muội, ta sẽ bị nó trù quẩn, ta sẽ bị nó hút, nó báo, nó phá, nó dây, nó phụ. Đó là những nghiệp quan tiền của mình đó. Mà chướng ngại hằng ngày không thể xa lánh được. Quý vị ở trong cảnh mà không trong cảnh, ở trong sắc không sắc, ở trong có mà không có, đó là Phật đó. Ai xin cũng cho, ai đòi cũng được, ai làm gì cũng được hết á. Chỉ ta cúng dường sắc thân này cho mười phương chư Phật cùng đức ngài mà. Hôm nay quý vị có duyên, nhiều đời kiếp tu lắm rồi, ráng kiếp này gội rửa nữa đi, để trở về Phật, để nối gót đi cùng với Đức Độ, Đức Thầy, để thuyền này cậu trở về nó bến Tây Phương Đông Độ, chứ uổng công hoài mong trông chờ. Ngày tháng đợi ngày quá đồng đào, hôm nay cậu đã kiểm diệt lại rồi, khó giải thoát từng mức độ lắm. Ráng căn cứ người tu như thế nào, sẽ tạo điều kiện cho đúng một xã hội Phật Pháp, chính năng của Phật. Quý vị phải thừa năng lực Bồ Tát, lúc nào cũng gia hộ mình hết, đừng sợ sệt mọi chuyện gì, ta sẽ đầy đủ bản lĩnh, lúc nào tâm ta cũng phải vững chắc, ý ta cũng phải kiên cường, ý ta phải sáng, ý ta là ý trời, phải cố gắng vượt qua, đừng mê tín nữa, đừng mê muội nữa, ta phải phá tất cả những mê muội, chuyện ta không thấy được, ảo mộng, gian rền, để ru ngủ tất cả đồng đạo là một chuyện không đúng. Không đúng, không tốt đẹp thì đừng làm. Ráng đi. Đi cũng tu, ngồi tu, ăn tu, nói tu. Tất cả mọi việc hành làm tiếp xúc với tất cả những vị nào trên thế hệ này cùng thì đều chúng ta tu đó. Cái tu là cái bỏ tất cả, sửa đổi lại con người tốt đẹp, để xã hội ngày mai trong thế giới thay đổi. Cực kỳ giống thời kỳ này đâu phải dễ đâu. Đồng đạo tưởng đâu tôi đi cúng chùa, tôi gõ mọ tụng kinh mãi, tôi ăn chay rồi sống sót. Phải kiểm diệt chặt chẽ khi chúng ta có một cái tư tưởng khác lạ của tà ma quỷ đạo, cùng là khối ma dương, khối trượt nó xen vào, mình phải kiểm coi. Nó đến với mình bằng cách nào? Nó xúi mình như thế nào? Nó làm cho mình mất trí nhớ cuồng quẩn. Đó là nó đe dọa mình với cái sự ảo tưởng sắc màu lè loẹt tất cả của cải thành trang này nè. Chúng ta không sợ nữa. Một vị anh hùng, nước sa mạc quân du hay đồng giường núi thẳm gì cũng vậy hết. Ăn lá cây rừng, uống nước suối sống, gặp Phật tu, gặp người ma diệt, gặp tất cả những tai nạn ta sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu. Vì lẽ đó mới đúng là người tu trong buổi này. Tất cả quý vị có biết không? Trong buổi kinh tàng khắc luận này,
rồi lại đem hết hơi thở cuối cùng giáo dân đời mà. Đồng đạo có biết không? Cậu vì ai mà đảm gác ngày qua? Chúng mái hiên không phải của là ta, cậu nương anh phổ đà bao tắc điên. Đáng lý thầy không có xa trò đâu, trong thâm tâm xuất hiện. Sáng ngồi tu để luyện tập sao thành, nếu mình tu rồi không có bả lợi cùng danh. Nguyện với Phật con làm lành lành giờ. Đồng đạo ráng nhé, chứ đã gần ngày thí cử. Hồi mây rồng có chữ có tên, người hiền nhân đạo đức chẳng ai quên. Tên còn để nêu lên cao cả, trò học tốt chứ xa lìa cẳng bà. Cậu đau buồn gì hối hả thúc người tốt? Bao nhiêu năm cậu dẹp ánh mây mù, khuyến đồng đạo công phu đúng bồi. Thế chứ nơi chiến trận giờ này thầy đáng dung rồi. Trận giặc trong lòng trong một bụi heo khô. Quý vị có biết không? Giặc trong lòng cái bọn hung nô, cướp đất Phật đang trầm trồ quái việt. Ta tu niệm giờ này ta phải biết, mỗi vật đồ đừng liên tiếp nữa không nên. Nghe lời thầy tiếng giảng kề bên con, phải hiểu ráng dựng nền thánh đức. Lắng nghe cậu đi được cùng chung hiệp lực, chúng ta bà là thế cực đau thương. Ráng tịnh tâm đi dọn dẹp con đường, mau siêu thoát cảnh Tây Phương mình trở lại. Trò nên biết, thuyền Bát Nhã chính thầy cầm tay lái, rước chúng sanh qua bể ái rồi về. Cõi ta bà là chốn xứ mê, dòng suối khổ xóm kề chiều cân mai. Cô duyên phước trong đêm nay cậu nguyện cầu khẩn giấy, đức Phật rộng tình hà hai gian. Rồi về đi, dẹp bỏ thù sân, đừng mê mùi hồng trần rồi bi diệt. Xưa không hiểu thì mình nói rằng không biết, nghe kể kinh còn liên tiếp của trần. Sống quy về sao giữa được các lân, thầy cậu đợi nơi rừng tần sơn đành. Cho phải ráng đừng hẹn ngày con rành, bóng quỷ thần đang lấp lánh chờ con. Mau đi cậu đợi đầy non, trò về hiệp mặt cung xuống điện đài. Tu một kiếp hưởng biết bao lâu ngày, ráng nghe lời cậu cõi trần ai xa liền. Không phước đức cũng như giàu sang, có phá lại không về. Có ngày mình phải chịu chia lìa xa xưa. Cho thấy chưa, cơn bão táp mây mưa gần tới khắp hoàn cầu khí giới không an. Vì ai cậu phải cố mang, vì thương đồng đạo đau tràn làm sao. Mượn thể xác để bươn gào kêu khóc, mượn sắc thân cực nhọc lao hành, cứu nhân quần để đem lại đức tin mong. Đồng đạo nhủ tình thương xót, đêm thanh tịnh giờ này tạm mót cầu phiên trò. Đắng dịu ngọt tu đi, dù nằm dù đứng cũng ghi, dù ai chữ mắng kinh khi đừng. Trời đắng tu đi giả như một bần sĩ điên cuồng, cậu còn phải giả hình tuôn ngày nay.
sống dưới trần ta không nhiễm cảnh chua cay. Chừng nào bình an hết thì cảnh thới lai thầy về. Mau thanh tịnh đi cõi Bồ Đề trò dưa. Cầu nguyện với Phật Ngài cấu hứa sẽ không xa. Cho ơi cách biển bao la, cầu con quăng nắng quăng xa bốn miền. Khuyên đồng đảo đảo tiếng hồn lẫn sáng. Đêm thành từ cầu cầu Bồ Tát Quan Âm. Pháp ni màu di diệu thâm thâm, cố người dân lội khỏi lâm tai nạn. Nguyện Bồ Tát đang đứng cảnh Bồ Đoàn, tình bình tứ tắc trần gian. Buổi này lửa bút cháy rơi đầy tà tắc, đốt gian tham, đốt giặc trong lòng, đốt những ai không biết không trông. Còn vinh lợi còn tuyền đồng tài sang, quên đạo đức quên thầy phản bạn, quên mẹ cha kết nghi bạn kẻ thù. Khuyến đồng đạo hiện giờ phải đi đúng đường tu, bỏ tất cả mình ngao vô cửa thăm. Nghe cậu nhắc kỳ này tập tánh dọn dẹp lòng trong sạch thảo nay. Đặng về bạch ngọc thiên thai, đặng về hoa hội nhìn ngay đức thầy. Ngài hiển sát trong một cơ đạo cánh dày, mượn ý trần rồi phổ biến giờ này giáo dân. Mang cớ đạo đó đủ phần lao khổ, trò tưởng rằng cậu yên chỗ yên nơi. Nói ra mắt lệ đầy trời, khuyên dân mà vẫn không hiểu câu tới bời hồn linh. Ra nghe cậu đi rồi làm tính chút nữa, dẹp lòng mình chứ nghiêng ngửa lắm rồi. Đừng nghĩ gì vật chất thanh hôi, ngồi tịnh tỏ để dung bồi xác thể. Tu chưa kịp chớ không là trễ, hết rồi đời đang lấp bể nắng dâu. Về đi nhiều nếu thăm sâu, trời nghe cậu quá cầu về quê. Cậu biết chứ, đời phàm hạ người chê kẻ chán. Xem Phật thầy còn nháo bán biết bao, kẻ thì biết được tôn cao, còn người không hiểu đang sụt cao bụng này. Đem Phật Pháp canh chày dùi dập, thờ quỷ ma tấp nập đầy nhà hỏi lấy trò, đâu hưởng được nhàn ca. Mắt phàm tánh làm sao biết quỷ ma tà mi. Nay câu dạy cho nghèo hiểu lý, ráng tu hành trong thế kỷ trắng tay. Nguyện cầu Đức Phật Như Lai, cầu thầy hộ trẻ ngày mai tu trì. Bỏ việc thế con mới đi tu mau mới được, bỏ việc trần bẩn trượt mới thanh. Bỏ đi ta bước đường lành, đừng vì tiền bạc hối tâm bãi bừa. Mình tu niệm ma còn không ưa, quỷ còn ghét, nhưng nhờ các đứng từ bi để diệt ngút mây mù đêm. Trò về nó hiển pháp ngồi tu, ra nghe cầu rồi tu tình thấy. Mong đồng đạo đừng làm việc quấy, đó là cúng cầu thầy một bảo vật trân châu. Về nghe đức cầu đôi câu, xác trần cầu mượn rồi bốn biển năm châu phiên đời. Trọt phải ráng đừng có lả lơi phỉ chí, gần ngày rồi trường thi long qua. Kiểm sinh học ở đạo thật thà, kiếm đi từng trò đó rồi cậu sợ e khổ sầu. Thấy chưa, công học đạo, công học đạo đã lâu mà không có đắc.
công gieo phước đầy rồi gãi bỏ không hay. Tại mình còn hướng tà tay, khẩu kia còn bạc ác đức không đầy, làm sao phải cho đủ để rồi trao cho Phật. Phải cho nhiều mới tránh bảo vật hồng trần, phải cho cao mới xa được phàm nhân, đức cho rộng mới bỏ trần về thánh chúa. Nay cậu dặn ơn cho tiền tài của, ráng nghe lời để học đạo tu chân. Về đi chớ hỡi buồn hơn, gặp thầy gặp cậu từng cơn vui lòng. Đang tu thiệt đi ngày sau trò được giữa bá tòng, một lời cậu nói để thoát vòng nguy cơ. Ở đây là chốn mi trần dơ, có sáng có cả đúng giờ cũng đi. Tại sao người chẳng hiểu gì, ta đem giáo pháp từ đi đô trần, mang sứ mạng để xuống lần khuyến giảng, mang kệ kinh trúc cạn nỗi niềm. Cứu nhân quần đang mê mệt trong đêm, đem ánh sáng để đem điềm về Phật pháp. Người không hiểu bị mưa đơn gió táp, nay tỉnh được rồi con sẽ gặp ân sư. Làm sao cho xứng là người thượng ơn, gặp đi cậu vui tươi biết nào. Long quá hội gần khai trào rồi đó, dù tiền muôn của bó không màng, cứu nhân quần đang thống khổ lầm than. Ta chất phát nghèo nàn cũng được, mở miệng ra nói điều đức phước, còn việc hành làm con xíu được mới hay. Dù ai nghịch tử không gây, ta giữ lời thầy giáo đạo mà thôi. Trở về nghe câu rồi coi, ngồi tu thanh tịnh xăm soi lòng mình, rồi gặp Phật, rồi giống anh như Phật, rồi gặp thầy, rồi siêu bậc phàm ma. Ngồi đi rồi thấy Thích Ca, ngồi đi rồi thấy Phật Bà Quan Âm. Phật đã hiện trong chốn thâm tâm ta đó, Phật chịu nhiều điều công khó biết bao. Phật thì tối thượng tối cao, Phật nào có sắc có màu đua chen. Phật là đuốc là đèn đáng soi rồi, cho ta về tránh khỏi tục trần. Hôm nay đây Phật đã ngồi gần, Phật giáo đạo Phật kim thân trần thế. Cho không hiểu giờ này cậu kể, ráng nghe bài rồi nhỏ lệ tuôn rơi. Buồn thay trong lúc lấp đời, ít người hiền sĩ chèo bơi chiến đò. Trở về đám tu đi pháp Phật cầu cho, do mình đắc đi đạo vào to đức lành. Sớm hôm ráng dụm ráng dành, gieo phước đức thì ngày mai lành mình hơn. Cậu xuống đây đâu phải là giờ sung sướng, cậu phiền trần, cậu bị dướng gai trong. Quỷ ma đang đợi đang trông, quỷ ma đang trực đang hồng gần ta. Ma với quỷ đã báo Thích Ca Phật Tổ, thì hiện diện giờ này cũng khổ như ngày. Nếu người tu thoát tục trần, ai nó ngăn cản xô với ngục đài ô tôi. Ta thắng nó hằng niềm sám hối, đừng mê đời ta tránh khỏi tai ương. Một ngày sống cảnh thê lương, thà nghèo cam chịu gió xương dập dùi. Phải xin đi giả đuối giả điếc,
Đệ kỳ này náo nhiệt cả không chung, nghe thầy con giả giải giả hùng, còn ba tiếng sấm nổ đùng thiên thai. Trời rắn tôi đi đường này mái dò thấy, kẻ dự hung đã xa bẫy hết rồi, kẻ ác gian là một con mồi cho thú dữ đang ngồi lè đang xe. Ráng nghe cậu đêm buồn cậu ghé giảng cho trò hiểu được đạo là đâu. Về đi lý tiếp tâm sâu, trò nghèo nghe cậu đừng sầu đừng lo, sống mê đức cậu đưa đò cho người qua biển chuyển trò Phật tiên. Tại chúng mãi mê tiền mê của thì làm sao tu đi bùng tùa hào quang, Phật ngài không ở giàu sang, tìm nơi tịnh diệt lãnh trang núi rừng. Đồng đạo gặp đạo cậu rất vui vẻ đang mừng, nhưng nhớ rằng đời chưa được chân hưng đạo thầy. Đồng đạo nghĩ chứ chưa, vì thương đạo cho nên gánh giày rớt lê, đáng lẽ giờ này thầy đó chính bể cao siêu, tại sao nhỏ giọt ít nhiều, tại ai mà cậu lái đò chiều tan sông. Sông nhấp nhô thấy trong khiếp sợ, sóng đang nhồi như tờ giặc kia, mà thuyền nhỏ hẹp sang kia, sông dồi mấy lượt thì bên kia thuyền chìm. Đồng đạo thấy ông mang ơn thầy tổ rắn tu tịnh mau thêm, đặng đầy đức hạnh bên thuyền ngài vui. Cõi Phật Pháp nó không có bùi ngùi thái quá, mà cõi hồng trần nhấn cá hận thù. Trò rõ chưa rắn thanh tịnh ngồi tu, rắn hối cải rắn công phu cho đắp đạo. Chút nữa đây dường tiếng trò giáo, cậu hứa đưa về cảnh hung bạo phải xa, đưa về tấm nước ma qua cầu tịnh độ, con về nhà lạc bang. Rõ hiểu chưa bớ đạo tràn nơi hải ngoài, cậu nhắn lời này trai gái ráng tu, đặng mau dẹt ngút mây mù tặng cho bài bốn đời thiên thu thầy truyền. Mang giáo pháp ai có duyên mới hiểu được, cậu xuống đây nước ngược thuyền bơi, giờ này cậu chẳng thành thơi, còn lo gió trụ do trời định phân. Cảnh tiêu diệt cõi hồng trần sụp đổ, người không hay cứ gây gỗ gây hoài, cảnh trần này chịu khổ hạnh bi ai, cơn hoại diệt do Phật đài sắp đặt. Thấy rõ chưa thù nhớ quán tật gây hận loạn là giặc gian tham. Mình tu đừng nghĩ ta đam, vừa ăn vừa ở cũng làm việc nhân. Hôm nay cậu nói rõ đó, cậu tặng cho đồng đạo một lần, về nghe cậu giảng sang thần tao tu. Trò hiểu biết rắn công phu chứ đúng bụi, rắn tịnh thuyền rắn cầm cùi theo thầy, trong giờ này mái tảo dần xây, còn phút nữa thì chúng hưởng đầy tai nạn khổ. Gieo ác cảm đúng giờ thì chỗ, còn gieo hiền lành bối bổ thâm ân, ngày sau trò hưởng được gần, còn gieo phước đức hồng ân cố quyền. Nghe cậu nói đi, mình ngồi tu giờ thanh tịnh tham tiền lúc nào cũng vậy hết, đừng có buồn. Nếu mình buồn thì làm sao được, tâm lý trí lúc nào cũng vẹn vẹn, trí sáng suốt như đèn, ý trời định
một không hai không cãi được lực Thượng Đế đâu. Hôm nay cậu giảng bài này để tặng cho tất cả quý vị ở nước Việt Nam, cùng là hải ngoại cũng một mà thôi, cùng trong võ trụ, cùng trong một trái đất, cùng một đạo, một gốc, một nhà, một cội. Tại chúng ta chia phe phái, tại chúng ta lập ra đảng phái để làm, để gieo những cái sự không lành đậm từ đến Phật Pháp thôi. Chứ Phật Pháp thì chỉ có một, bản tánh Như Lai một, hèn sang giàu cao thấp, gần xa ở trong và ngoài cũng một thôi. Vậy hôm nay tất cả đồng đạo và chư quý vị phải ráng lo tu hành kiểm việc lại. Nếu sơ xuất quý vị thì hằng ngày giờ đó mình phải kiểm điểm, từ một phút giây, từ sáng tới chiều, từ một cơ hội, từ một việc làm hành động của mình, từ cái ăn uống, từ cái xuất phát, từ đầu môi chất lựa của mình cũng đồng điều tu đó, để gội rửa, để chuộc tội. Nhiều đời kiếp quá mà tất cả quý trò có hiểu được hay không? Tưởng rằng trong kiếp này mình đã lập công 10 đức, không phải vậy đâu. Chưa, Đức cậu mới xuống đây là lập công 10 đức đó, Đức Thầy mới lập công 10 đức, còn cái gì để gội rửa chuộc lại tội lỗi. Nhiều đời kiếp mà hiện diện kiếp này ta đã chịu đựng quá khắc khổ, thì ta đã biết kiếp rồi ta như sao, và ta sẽ biết quá khứ và vị lai. Vì là hôm nay tất cả đồng đạo đã gieo hưởng phước lành tu thân, dồi mài kinh kệ chung thủy trộn chung với Đức Ngài, cùng là một lòng một dạ, không phản bạn, không phản thầy, không ganh ghét, không tất cả hiếu đạo cha mẹ vẹn toàn, làm ăn sinh sống hiền lành, thì vị lai tất cả quý đồng đạo sẽ được trở lên thành siêu vật, cùng là được thánh đức kim thân mình ở trong nhà Phật quốc, được sống dinh du để tu hành ương trưởng hạt giống đó. Vì lẽ đó cho nên hôm nay cậu nung chí tất cả các bậc dù xa gần cũng vậy nha, ráng tu hành đi, thì ngày sau đã gặp cậu. Nhưng thể xác này là nữ giới, cậu đã mượn để phổ truyền, để độ lại chúng sanh. Cậu nhưng có một hồn phân muôn hình, nếu một thì làm sao làm việc cả đại quốc, trừ cùng là thế giới vốn biển năm châu. Cho nên vì sự đó đó quý vị đừng thắc mắc, đừng hỏi gì, đừng chấp, đừng gì hết, cứ nghe đúng lý thì quý vị cứ tu hành đi. Tu thì không chịu tu mà ưa tranh chấp, ngăn cản, làm đủ điều kiện hết trơn, phân biệt đúng như là tâm phàm quá. Tất cả chung quý vị đồng đạo, cậu nói chung nhé, tâm phàm quá, còn lừng lẫy, còn trọng vọng, còn ước mơ cầu có đủ thứ. Chứ nếu gì Phật rồi, về tâm Phật rồi thì việc làm rồi, không nghĩ nữa, không cầu cho tất cả mình đâu, mà không ích kỷ để lo cho mình, mà phải lo cho chúng sanh. Mình giúp chúng sanh đi, mình lo cho chúng sanh là lo cho Phật đó, thì Phật sẽ lo cho mình. Và tất cả sự việc nghiệp lực mình quá nhiều mà mình không có lo cái nghiệp lực, mà mình cứ lo cho chúng sanh và làm thiện đạo đức, thì xây là cái nghiệp mình nó hết trơn rồi, không hay, thấy không? Còn mình cứ lo bảo thủ, ích kỷ, giữ gìn tất cả gì của mình hết, thì đó không phải của mình, nó sẽ mất. Quý vị có hiểu không? Ráng cố gắng tu cầu cho đắc đạo Bồ Tát sẽ hộ quý vị nhé. Gặp cậu trong đêm nay và tất cả ở đây cùng là đồng đạo, đã thuận duyên. Nơi đây là cái trạm của cậu. Cấm tất cả và nhặt tất cả những ai là người không có duyên phước đối với cậu, cùng là không thành tâm với Ngài thì không bao giờ được gặp cậu. Nếu quý vị nào mà được gặp cậu ở đây, đầy đủ phước đức, cùng là người ấy có gieo duyên với Phật, với Thầy, có một cái mối quan hệ rất lớn của Đức Ngài, cho nên sự hướng dẫn do quan hệ quý vị. Còn bằng không thôi, cầu đâu có gì, tất cả việc thế gian này Đức Ngài đã về để cõi Niết Bàn, ăn nghỉ nó lãnh trang rồi, nó thảo lư nồ đâu có phải quằn nặng như thế này. Nhưng mà cái cơn tận diệt này, nếu mà cậu không có xuống trong thời kỳ này, Thầy không có hoằng pháp thì chúng sanh đã tiêu diệt hết. Vì nó ẩn dẫn, nó làm ra ma pháp, nó tạo điều kiện đem Phật bán, đem danh dự của Đức Ngài xem rẻ. Rồi quý vị nghĩ sao? Nền đạo giáo của chúng ta, Đức Phật Ngài trọng đại biết bao nhiêu. Ngài đâu phải như là mình, sự hy sinh cao cả, tối cao tối thượng của Ngài, Ngài chỉ thấm bản thân không à. Nhưng mà không ai sờ mỏ được, đó là một bức tường rất cao cả, một cây cổ thụ chống dựng biết bao nhiêu bão táp mưa phong. Chúng ta sống ích kỷ, chúng ta sống riêng rẽ, chúng ta sống một mình ta, ta không hiểu ai hết. Đó là ta quá dụng về, và ta cô đơn rồi đó. Chính ta giết ta,
ta làm ta cô đơn, ta làm ta tẻ lạnh buồn khổ mà ta không biết. Ta sống hòa với tất cả chúng sanh, hòa với tất cả đồng đạo, hòa với trong máy chuyên cơ đạo này, giúp tất cả nhân loại, cứu tất cả mọi người, tình thương bao la đại hải. Đó là ta được một sự ấm áp của Đức Phật. Và biết bao nhiêu vị Bồ Tát, biết bao hằng hà sa số Phật đã ủng hộ ta không? Vì từ đó ta phải nâng dương lên, điểm dương tinh thần của ta lên, để ta hiến thân vì Phật Pháp. Ta phải tu cầu chính quả. Một, ta phải ly về Phật. Vì bao nhiêu kiếp đời ta đã hiểu được rồi. Ngày hôm nay nhờ Đức Ngài đã khai sáng. Hôm nay cậu đã nói với tất cả quý vị, cậu cho đôi lời này cũng như cậu đã, cậu đã khai sáng thêm quý vị, cậu đã khai một mảnh đất thêm cho quý vị trồng hạt giống lành để hưởng. Bây giờ trong đất quý vị hẹp quá, ngày hôm nay cậu đã phá, và cậu sẽ dùng nghị lực đầy đủ đức độ rộng lớn để độ quý vị được. Đó là phá thêm một rừng u minh, một mảnh đất quan vô cho quý vị đó, để quý vị trồng thêm, quý vị gieo thêm hạt giống tốt để hưởng cái mùa màng Phật đã đến rồi. Mà mình đã thiếu phước đức, thiếu ân như, thiếu tất cả thì làm sao sống được. Cầu mong quý vị đầy đủ bản lĩnh, đức rộng, tài cao, sống vững chắc ở trên chốn sơn hà này nè, thì quý vị thấy một tâm lý trí rất mãnh liệt đa đang thì chống vững được tất cả thôi. Ngày hôm nay cậu lặp lại, không còn như ngày cũ, không nói như ngày cũ, mà phải phát triển nền đạo giáo của chúng ta, phải hướng đạo, gần thuần dương rồi. Tất cả đồng đạo có biết không? Sửa lại hết đi, bỏ những cái thói cũ kỹ của mình đi, bẩn chật tối tâm mù lòa, phải sáng suốt thông minh, phải chinh phục được mình, phải kiềm chế bản thân, phải làm sao cho xứng đáng là một con người năm phương giống dòng hồng lạc. Phải ráng nghe lời cậu đi, cậu thay mặt Đức Ngài, cậu thay mặt tất cả để làm một việc tốt đẹp cho xã hội, cho chúng sanh, cho nhân quần trong một ngày. Tất cả đồng đạo đừng nghĩ cái chuyện giàu sang danh lợi, rách lành nhà cầu có, sang trọng không có đâu. Mười cái vợ trụ làm nhà, tứ hại giai huynh đệ anh em đó, thấy không? Quý vị ráng lo tu đi nha, trong thì giờ là không có kịp đó. Vì chúng ta không có ngày mai, quý vị có biết không? Nếu còn ngày mai làm sao tu được? Nhưng quý vị có thấy cảnh sinh tử không? Bước ra đây là chết, ăn bữa cơm vô cũng chết, đi tắm rồi vô cũng chết, bước cẳng xuống giường thì bị sụm ra đứt não cũng chết. Quý vị thấy cả cái bệnh tê liệt giường nào chưa? Mà Đức Ngài có nói đó, nhiều cái bệnh lạ kỳ, lạ thường trong cái cơn tận diệt, trong cái ngày tiêu diệt, nó phải vậy mới được, mới hết loài người. Thì Đức không làm sao được. Đức Thượng Đế đã ra lệnh, Đức Phật Ngài và Trên đã thiết lập lại. Nhưng mà không lẽ Phật xuống đây giết mình sao? Phải mượn tay tất cả phàm trược này để tạo những điều kiện giết mình. Không? Ăn uống cũng giết mình, tiền cổ cũng giết mình, xe cổ cũng giết mình, thấy không? Những độc dược giết mình không đó. Khoa học quyền bí tối tân của tất cả các nước, thấy siêu đẳng chưa? Nhưng mà làm sao thắng được Phật học? Vậy chúng ta phải ráng vừa khoa học mà vừa Phật học. Nếu xài Phật học không cũng không được, phải hợp cả hai bên. Nhưng khoa học 10, Phật học tới 100 lần kìa. Vì khoa học có tài, Phật học có đức, đức và tài cả hai đi đôi, thì ta phải hơn biết bao nhiêu chưa? Vậy nghe cậu nói đi, nền văn minh đạo giáo của chúng ta phải tiến bộ, không còn phải tu lè ngày như ngày xưa nữa. Cũ kỹ không thắng được đâu. Quý vị có thấy không? Những việc gì cũng thay đổi từng tự, quý vị rõ chưa? Đường, hè, phố, tất cả thôn quê, thành thị đều là khăn trang lại hết. Chính trong gia đình của quý vị nè, những cái sự cũ kỹ hồi xưa cũng phải dẹp bỏ để mua cái mới xài. Thì tất cả cái nhà bản thân mình cũng phải mua lại cái mới, thấy không? Không có tu như ngày xưa mà cũ kỹ nữa, chúng ta lầm chết. Hôm nay đây thuyết minh qua giai đoạn thứ nhất về việc tu bên ngoài của mình, thì mình sẽ lòng ma, mình sẽ lầm quỷ, lầm tất cả thôi. Nói về đời mà mình không có dạng bén, không nhạy bén, không có khôn thì cũng phải lầm lạc với cái đời này rồi. Mà nói về đạo, nếu ta không có khôn ngoan, dạng bén, không đức độ, không có được hiền lương thì ta sẽ lầm ma thôi. Thì ta tu không được, thì mình phải có đầy đủ đức độ, mình phải trí sáng, phải thông minh, mình phải tịnh khẩu bớt lại đi, nói chuyện bên trong, đừng nói bên ngoài, để nói rồi nó nói mãi, nói hoài dẫn dắt chúng ta đi sâu vào địa ngục Atula đó. Bớt lại đi để tu hành lòng đạo.
đó là hôm nay cậu thương mến tất cả lòng đạo, còn một hồng ân cuối cùng ban cho quý vị ân huệ kỳ chó. Dù ở đây cũng vậy, ở nước ngoài cũng vậy, ở thế giới chúng ta chỉ một mà thôi. Võ trụ hiện hôm nay là một đó, là một cái ngôi nhà Thượng Đế đã lập cho chúng ta. Tất cả đồng đạo có biết không? Có nhiều vị không biết Thượng Đế là ai ở đâu, cũng không biết Phật ở đâu, chỉ là thấy cốt tướng xi măng ở chùa đó rồi lại nói đó là ông Phật. Ta sẽ đem hết tất cả rồi ông Phật ông chứng cho ta. Thưa, không phải vậy đâu. Đó là quý vị đây lập công bồi đức một chút xíu, hay là để đó không chuộc tội, nhưng mà phải đúng chỗ đúng nơi. Quý vị đến đó phải thành tâm, phải chu đáo. Đồng tiền quý vị đi cúng chùa phải đầy đủ đức, không lấy đồng tiền để là gian xạo đem cúng ngài, ngài không nhận đâu. Quý vị hiểu chưa? Đồng tiền ấy với mồ hôi nước mắt chính mình tạo ra, hoặc là thật trong sáng, sự thật đàng hoàng, thì Phật ngài mới nhận. Đó là sự cúng dường của tất cả quý vị, để cho quý vị có phước lành và phước đức. Vô tình hôm nay, nếu không có cậu, quý vị đâu có nghe được những đoạn giảng cuối cùng của đức ngài. Nếu không có sắc thể thì quý vị cũng không có phước đức để cho, để giúp, để cúng dường, để niệm cái nọ đó có liên quan cùng nhau để chúng ta gieo tạo những hơi. Cũng như nếu không có Đức Thích Ca Mâu Ni đi khuất thuật, đi hằng ngày thì quý vị, ngài không có đi bát thì quý vị làm sao biết ở đâu mà có cái phước. Vì lẽ đó ngài phải đi, đi cho chúng sanh nó có phước đức, nó thấy được rồi quá độ. Quý vị thấy khổ không? Cho hôm nay cậu còn ở đây thì sắc thân cậu mượn phải còn ở đây, phải đóng kịch vai trò giữa quý vị để gần quý vị, để thụ hưởng có một gì đó là số lương của Phật Pháp chứ. Ta đâu có nhà cửa, nhà đó là nhà đời, nhà ta là nhà đồng đạo. Nếu thực tế đồng đạo tu hành tốt đẹp, an nhiên, thanh tịnh, thâm tâm, đó là nhà của ta đó. Chứ cậu đâu có nhà cửa. Kính thưa quý vị, không để đâu lời trước mình ở đây. Quý vị có biết bây giờ như sau không? Mà cậu còn mạo muội để làm một chuyện như thế này, để cải trời, để khuyên dân của trời trở về đất Phật. Thí nồng nhiệt thiết tha chưa đồng đạo. Thầy có nói đó, lòng quảng ái xót thương dân chúng, bụi lô lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành đâu nỡ yên ngồi, mà sớm kệ chiều kinh thông thà. Quý vị có thấy hiện giờ này cậu có yên không? Thể xác thân cậu có yên không? Vì nhân loại, vì đồng bào, vì chúng sanh, vì đại quốc, vì tất cả trong thế giới, trong càn khôn võ trụ này mà cậu có phận sự sứ mạng là một hành tinh của Phật. Quý vị có biết không? Đem lợi ích cho tất cả non sông, giúp tất cả đồng chủng, đồng bào để gây dựng được một cái núi báo, một cái núi đức hạnh mà không ai biết hết. Có nhiều vị cúng nhường biết là bao nhiêu một kho tàng, nhưng mà một ý nghĩ đốt quỷ thiêu rừng công đức ấy hết không còn. Còn mình nghèo mà mình vừa cúng dường có phục ích thôi mà mình sẽ được nảy đẻ là biết bao nhiêu chưa. Vì mình vừa cúng dường trong sạch tốt đẹp, vừa không làm mất cái sự phước đức của mình. Vọng động không có, tiếng nói không có, ý nghĩ không sanh nảy ra thì mình sẽ còn tồn tại. Cho nên hôm nay cậu mong tất cả quý vị làm phước, phước có, huệ có, phước huệ song tu. Mình làm phước cứ mướn người ta tu hoài à, vì đêm cúng đó là rồi rồi, thì mình cũng ra mình thôi. Thân các bự cũng quần về các bự rồi, linh hồn quý vị cũng phải đà lạc chúng Atula. Sau này đầu kiếp hay là như thế nào trở lên thì giàu hơn nữa, vậy thôi chứ không có lời gì hết. Cậu mong là cái ngày đại hội này, cái ngày này được đại ân xá, quý vị phải về luôn với Phật, cùng là được hưởng long hoa, đường hưởng mùa tuyết của Thánh Đức Kim Thân, được cho quý vị sang cực lạc, sang thế giới của Đức Di Lặc Vương Phật nè. Quý vị có biết không? Ngài gần ra đời, Đức Di Lặc Vương Phật sẽ học lầm 7.000 năm. Quý vị được sống thế giới đó, sẽ nghìn trùng dạng thiện người ta nữa. Có nghĩa là ta sống với một cái bản thể Phật Pháp, chân linh của Như Lai, tất cả các ngài không hà. Đó, là sứ Phật đó. Sống đi, sang được cực lạc, sang được thế giới ấy rồi quý vị sẽ thấy. Còn cái thế giới này sẽ bị hoại diệt gì? Tham ô, nham hiểm, ô trược, quái kỳ, yêu ma. Quý vị thấy còn tồn tại hay không? Vì lẽ đó cho nên Thượng Phụ sẽ tiêu diệt cho một mái nhà này. Quý vị ráng tu để đoạt thành ý nguyện của mình. Ngày hôm nay, những câu nói này quý vị ta thấy khác hẳn hơn ngày xưa. Vì hồi xưa cậu đã lãnh lại khác.
cậu phải dạy qua năm nay như thế nào? Qua năm Ất Hợi, qua năm Bính Tý hay như thế nào? Mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi luân chuyển, vì pháp luân thường chuyển, chúng ta không thể nắm pháp đó mà dạy hoài như vậy được. Để cho phần chúng sanh tiến bộ lên, bây giờ ba tánh cũng là đồng đạo được một bức tâm thơ kỳ diệu của Đức Ngài. Giờ hôm nay đó, tôi xin kính mong quý vị, quý vị thấy không? Quý vị không có trả ơn được cho thầy tổ bao giờ đâu, dù vàng cỡ núi cũng không được nữa, mà phải trả ơn bằng công thành, tánh diệu, tu niệm, cực khổ, hy sinh. Rốt ráo là chúng ta cúng dâng Ngài một tinh thần trong sạch, một món ăn ấy. Hiện giờ cậu bảo quý vị phải ráng nung nấu. Quý vị đang nhóm một bếp lửa lòng hừng bốc lên đi, đừng để lạnh tẻo mà tắt nguội rồi làm sao cứu chúng sanh được. Vì mình có người không ấm áp, không có ánh sáng, không có tia sáng của Đức Phật trong lòng, thì về nhóm lửa lại đi. Cho bếp lửa ấy đã bừng về, chứ có một ánh sáng bao la để độ chúng sanh nghe đồng đạo cũng như cậu vậy. Đáng lẽ giờ này cậu nghĩ, cậu đang an tịnh chứ, thân xác cũng phải bị hoại hoại rồi. Mấy mươi năm qua hoằng pháp, tất cả đồng đạo đâu có hiểu được. Có nhiều vị lại cầu xin gặp cậu không được, có duyên gặp được cậu phải ráng cố gắng tu hành. Vì mình ở ngay cái kho tàng, mình ở ngay trung ương Phật nè, mà mình không biết nữa, thì ngày sau tất cả ngoài ta về ta dành hết trơn. Thấy chưa? Bây giờ người ta nghe băng giảng mà ta phải tu trùng trùng dịp dịp, còn mình ở đây bỏ lãng lơ thời gian trôi qua, phó mặc cho tất cả khát bụi lấp vùi thì chết rồi. Thấy không? Phải ráng cao dồi đi, tu sao cho kịp mây rồng, được về xứ Phật thoát dòng trần lao chưa giờ này. Đức cậu còn đau giang buồn mà lý sự rồi trao cho tròn. Vì thương đạo cậu lo mài miết, bóng từ bi cách biệt chưa nghìn trùng. Mong cho đừng có chưa lạnh lùng, theo thầy phí siêu diệt chưa ngại cùng cao thâm. Cậu muốn gửi đạo đồng khắp khởi, mà cảnh bốn miền đồ thế giới năm châu, sáng tu cách biệt khổ sâu. Cho về đời rãng tình không lâu đắc thành, nhớ cậu dặn đừng danh đừng lợi, mình lo tu đổi mới thay miền. Bao năm dưỡng nợ quan thiên, nay trò hiểu được bình yên hằng lòng. Khỏi phát áo nâu sòng chi bằng, ta còn đẩy như giận chứ không mà còn. Hạnh tu đức đạo lòng son, cầu khuyên mà ba tánh chưa giữ tròn cho anh. Thuyền đại đạo sông giang cầu rước, mong cho nghèo hiểu được siêu tầm, chỉ cơ thuyền tay lái chứ ta tầm. Sống rồi mà vỗ dập chứ ráng tầm đưa qua. Cho không hiểu lời ta là giải, mà nghe đi mau thấu được chứ mới màu.
chân truyền giáo đạo cao sâu của thầy để lại từng khẩu chữ cho thương. Nam Đức Phật Trung ương gần mơ, ta gửi lời nhắc nhở chứ cho nghèo, dù sao cũng ráng ghi theo đức ân mà để lại rồi gieo giống mơ lành. Không lâu đâu cảnh thanh an lạc, mà mình lo tu giải thoát mới thường. Đừng để lòng quá thê lương gần ngày, mà Phật mở thì tòa chướng bớ cho. Này ta thương ta cho bài bốn, mà đâu sợ hao sợ tốn đồng tiền, sợ rằng ba tánh chưa còn phiền. Đem lời ta dục bỏ rồi gây phiền tội thay. Nếu hiểu được đêm nay là vốn, mà nếu tu rồi phản bổn quần lai, thì trò đâu có ngày nay trở về gặp Phật thở lai vô vàng. Mau bỏ hết buộc ràng chướng ngơ ngại, mà ngồi tinh tu rồi hãy siêu tâm. Trần gian khổ sở thâm tâm, thấy chưa cát bụi rồi thôi cũng mơ ta. Nay cậu nhắc các hàng cư sĩ, ráng nghe rồi trực chỉ hành theo, dù cho lên ai xuống đèo. Riêng mình khi tiếp lực chống mơ chèo thuyền ra, cầu dạy đạo thiết cơ tha quằn nặng, mà cầu nhắc người cố gắng chưa cầu mừng ngày sau thánh chúa phục hưng chở trò về giữ ngôi rừng thiên ơi. Tại chúng mãi còn tiền còn lụy, mà nên nghiệp kia còn bị kéo dài, phải chi đoạt pháp Như Lai tự tâm mà quái ngại hằng ngày vì ở tha. Thì nghiệp ấy cao xa cách mấy cũng tiêu tan, lừng lẫy chưa được mòn, dù tội quý gì như non, hiến thân mà tố tình thì nghiệp mòn tội bay. Tại mình tố còn ai bẩn chật, muốn về miền siêu bậc thánh tiên, tại sao trò trắng chưa làm hiền, thì là phải chịu gông xiềng buộc thêm. Tu phải dứt nỗi niềm ào ạt, tu phải lo giải thoát chưa linh hồn. Mình tôi còn nghĩ dập dồn tinh ba tinh bãi linh hồn lạc quan. Mình ngồi tu muốn toan chi nữa, cầu Phật tiên gọi rửa từng giờ. Ta tu chớ dội thờ ơ, làm sao thành đạo cho đúng mà giờ ly thân. Tu đệ đó sao gần ngục quá thảm, mà tu hoài hoài mờ ám trí minh. Chỉ tu cho được thân mình, bỏ nhân mà bỏ lỗi chứ bỏ tình của ta. Đạo Phật giáo một là nhất một,
tại người chia mai mốt rẻ phân, một Phật một thánh chưa một thần, một ngôi của thượng đế một cung tầng tiên ban. Tại đồng đạo chưa sang Phật tình, làm sao trò nhã nhịn được đời, tại trò còn lã còn lời thì là xa Phật chưa vắng trời khổ ở đâu. Đức thượng phổ hiện nào chỉ lý, mà nếu mình cháu mình thì chưa mình thương, thì là cách đứng chưa thượng đứng, giúp ta đoạt đạo miên trường đất thân. Nay cậu đã phân dân cho kỳ, mà để trò tu kéo bị suy đồi, ráng tu hưởng ánh trời sau về đọt quả rồi đài mũi cung mưa đàn. Cậu rất khổ trần gian khuyến thiền, nào phải đâu chưa bịa chuyện gạt người, mong sao chúng có phước dư đọt mầm Phật Pháp chưa đại từ cao siêu. Vậy mà chúng cảnh kiêu thay quá mắng chữ thần xối xa hằng ngày, ta nghe mắt lệ chưa chảy dài, chữ trời mắng Phật trời ngày mãi tan hồn. Nhắc đồng đạo chỉ tôn trừng trị, nhắc quý tròn kéo bị lau lúng. Tôi nghe đức cậu ngài cùng về tu trí tuệ hòa chúng chưa một miền, cậu xuống phải giả điên giả dài, đặng trốn mơ đi tà phái chưa dậy ở đây. Trò đâu có biết bùa dây, cậu ra cơ đảo chưa của thầy khổ ở đâu. Phải mượn xác nam chào là nữ, mà để dòng thơ tích tử cái tâm lành. Đặng tà quỷ đạo đừng tranh, đặng còn Pháp Phật chưa hiện lành cho dân. Cậu phiến đạo không dần không rộ, mà ráng tịnh tu dù khổ cũng đành. Trời cách biệt năm cánh nhưng mà hối hộp chưa đạo lành bố xương. Trò phải ráng mang ơn thầy tổ, mà điếm ngồi tu bối bổ không mà lương. Đằng sau mỗi đạo thuần dương, ta về bạch ngọc tây phương chứ ta nhờ. Thôi cậu nhắc hiện giờ cũng khổ, mà lời kệ kinh đúng chỗ đúng nơi. Trời chớ có lạ lời, nếu thương thầy tổ rắn chèo bởi trở về. Khai đất đó bồ đề ráng dưỡng, mà cậu khai rồi mà ráng tưởng ráng tin. Thân ta như kẻ ăn xin, xin tình đạo Pháp, xin tình lòng mở. Cậu xin đứng minh đường xuất thế, mà xin đức ngài phổ tế khắp nơi. Cậu xin Phật Pháp ngôi trời, chứng lòng mà con trẻ rồi chiều mới khuyến trần.
cầu xin Phật, xin thần, xin thánh. Nào có xin ba tánh đồng tiền, nếu ai đầy đủ căn duyên thì là cậu nhận nó chưa động mờ thuyền khi ở xưa. Tình đồng đạo sớm chưa hùi hút, mà tình đạo đồng cốt nhục của ta. Giáo khuyên đời mạt đây mà, pháp tâm vô tử rồi của ta rõ ràng. Ráng hoàn chỉnh hai hàng lịch sử, ráng tu đi tâm tử hằng ngày. Giờ này câu vẫn không phải cho về, răng hành đạo rồi ngày mãi đắc thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương. Đức ngài Phật tâm di diệu, đem chân lý phổ khắp tất cả chúng sanh trong cõi ta bà này, bốn biển, năm châu, hoàn cầu, thế giới. Hôm nay cơn độ khổ này, xin Đức ngài cứu vớt tất cả nhân quần trong một kỳ chót. Và ngài cho một cơ hội này, vậy hôm nay tất cả đồng đạo phải yên tình, đi ngồi tu, đừng phiền não nữa. Phiền não nhiều đời kiếp quá rồi, đã cộng nghiệp tới hôm nay quá dài đặc rồi. Còn một giờ này cậu đã khai sáng, cậu đã khai ngộ cho mình đó, cậu đã chấp dẫn mình đó. Pháp tâm vô tự, tâm truyền tâm, tâm ấn tâm. Ta lấy cái lương tâm làm chủ. Tất cả đồng đạo có biết không? Mình có cái ngôi chùa vĩ đại đó, mượn đức thầy đi, mượn đức thầy làm chủ trì đi, rồi mình thờ phượng chu đáo hằng ngày, sớm hôm công phu công quả công trình. Thầy đáng đi, những cảnh nào khổ nhất là của Phật đó. Vì Phật không ở cảnh sung sướng mà, còn của đức ngài rồi nghèo lắm, nghèo sơ nghèo xác đó. Nhưng mà cậu nói nghèo sơ xác sơ sơ thôi, cái thể xác này nghèo như linh hồn chúng ta đã giàu đức hạnh, hiểu chưa? Sẽ nghe lời cậu về tu thêm nữa đi nha, đừng có buồn làm chi mang tội lắm đó. Hồi sức nào đã phiền lị, mà phiền lị có cái gì của ta đâu. Nếu tất cả đồng đạo hiểu được, nghe lời cậu đi, thì kỳ này quý vị đã đắc đạo hết đó. Cậu sẽ hứa, cậu sẽ đem về hết, quý vị có biết không? Còn có 90 mấy ức linh căn, 90 mấy ức là 9,000 mấy đó. Thật tất nhiên 7,000 năm mà 90 mấy ức là 9,000 mấy. Hỏi chứ cả thế giới này mà lấy cái 9,000 mấy biết lấy có đủ không? Thì làm sao mình về được? Nhắn như này cậu đừng có buồn. Còn phiền não là còn u tối, còn sợ sệt là yếu hèn, còn lo nghĩ là không đạt được, thấy không? Còn trong chờ là xa xứ địa ngục Atula. Ta muốn tu cầu giải thoát thì không có cho xin cái gì nữa hết á. Chỉnh tới chiều đến kỉnh hương và làm lễ đức ngài. Đức Phật đứng thanh tịnh, đưa linh hồn trực giảng Tây Phương. Con sẽ cúng dường tấm thân tâm thường an lạc cho đức ngài. Hằng buổi hằng giờ công phu con sẽ trình diễn với Phật Pháp, cầu nguyện Phật Pháp hộ bá gia bá tánh như thế được. Đừng cầu nguyện anh em, tất cả cha mẹ mình kiếm cầu mà không làm được. Còn hiện diện chúng ta đang tu thì cứu cha mẹ của quyền ta thật sống thiêu như nơi miền cực lạc. Quý vị có hiểu được không? Thì vì việc hôm nay cầu đã phân lý dạy tất cả quý vị hiểu. Quý vị ráng đi, nếu có duyên cậu còn phải cho quý vị nhiều bài bổn khác lại nữa. Nhưng bây giờ quý vị học bài này cho hết đi, cho thuộc đi, cho thường đi. Kiểm duyệt hàng ngày bài bổn mình có xong chưa? Vì cái chướng ngại hàng ngày chúng đã đạo phá mình. Tất cả gia đình cùng là anh em cha mẹ vợ chồng vân vân ở ngoài đều là thảo đảo mình, là chướng ngại đó, đó là bài bổn đó, phải không? Rồi mình nhịn người ta đi, mình nhẫn đi, mình không nên là nói lời đi làm gì. Vì ta tu ta không còn quyền nữa. Nếu Đức Phật còn quyền thì quyền làm vua làm chúa thay trị rồi, thấy không? Phật muốn làm Phật hạ mình đi đầu chúng sanh mà. Vào rừng sư đi thanh tịnh, ngồi có một mình 6 năm khổ hạnh, ngài đã đắc pháp cứu trần đó. Bây giờ chúng ta cũng vậy thôi. Nếu tất cả đồng đạo muốn thì sẽ đọc thành ý nguyện thôi, còn không muốn thì không bao giờ thành. Chúng ta phải tự tin ta sẽ làm được, mà ta sẽ có đức tin rất là cao cả, ta sẽ về Phật được. Vì Phật ngài cũng là chúng sanh nó thành Phật đó. Thì hôm nay tại sao mình không làm Phật được? Đây là cậu đi làm Phật, đừng làm người nữa nghe đồng đạo. Sanh lão bệnh tử kìa, thấy không? Quằn quại nó cho nó hằng ngày ăn uống, nó khỏi bệnh đau hoài không bao giờ hết đó, thấy không? Sáng tới chiều quay cuồng đảo lộn cũng ăn uống không,
rồi chết, rồi sống, rồi bệnh, rồi đau, rồi cải lẫy, chân thấp cao, sang hèn, rồi cũng mất bỏ lại đây cái dị dạng xa xưa. Cái cát bụi này nó có nhanh gì đâu. Đức Phật Ngài sợ làm người quá sức, Ngài để làm Phật đó. Còn mình bao nhiêu trăm kiếp đời rồi, làm vua, làm chúa, làm quan, làm vương, làm thú, làm cầm đủ thứ, không có gì có hiểu được không? Hôm nay mình tu hành, phải cách biệt tất cả, không còn vướng bận tàu phạm sát nữa, phải trường cha tuyệt dục để đón chờ hồi long qua để gặp Phật, gặp Ngài. Vì niệm Phật phải ăn chay, cho món chay giới là ta là cắt đứt quan hệ, ta không còn nhúng ta vô điều phạm sát, chứ không phải cái gì. Bây giờ nếu tôi không tu, tôi ăn chay không đi, tôi cũng không làm gì được nữa, đó là tránh điều phạm sát. Ta có tấm lòng từ bi, ta tương nhân lời con vật cũng như con của ta đó. Vì các con đó là con của chúng sanh đó mà. Ta giết nó, ta ăn hàng ngày, tay rứa máu hoài hay sao vậy? Bớt đi. Nếu gia đình còn cắt cổ nhổ lông, nó khuyên nhủ đi. Từ bi đi. Phải không? Mình còn muốn sống sợ chết mà nó không muốn hay sao? Vì lẽ đó cho nên hôm nay cậu nói phải đáng vô không? Hằng ngày, mình tu phải có sự tiến hóa, mình phải rộng trí, phải cởi mở, phải thương tất cả. Bây giờ quý vị phải ráng bước lên. Vì quý vị phải thấy người ta đói khổ, không có cơm ăn gì. Không phai, không chuối, bắp ăn, huống hồ gì mình có cơm ăn đầy đủ phương tiện như thế này mà mình không ăn được hay sao? Phải cố gắng đi. Quý vị có trường trai, quý vị có thanh tịnh, quý vị mới thương xót tất cả loài người chúng sanh, cũng như Phật thương chúng sanh như cái biển vậy đó. Ráng nghe lời cậu đi. Một kỳ này đi rồi về. Quý vị không tu, cậu muốn bỏ quá, không còn nói nữa. Nhưng mà bỏ cũng không được gì, trách nhiệm bổn phận chưa xong. Hồi đó cậu có nguyện rằng, nếu quý vị về, cậu mới về, còn bằng không cậu sẽ ở lại đây nữa. Vì lẽ đó cho nên lời nguyện này, quý vị chưa chịu về, cậu sẽ ở lấy đi điều độ quý vị về. Mau đi, tiến trường gấp đi, không còn tu theo lối cũ nữa nha. Cái lối cũ kỹ không có xài. Ví dụ hồi xưa nè, cái nhà mình, cái ông lò, ông táo, rồi bây giờ mình còn đem dẹp, mình mua lò xô, bếp ga, tất cả những cái đồ khang trang, kiếm tiếp lại hết thay đổi toàn bộ. Thấy không? Nhà cửa mình thấy cái gì cũ kỹ cũng muốn đem dẹp bỏ để xài cái mới, nên văn minh tiến bộ đến, đó là vật chất. Nói về đời, nói về đạo chúng ta, quý vị có biết hiện giờ này các vị đang ẩn thỉ tu hành bí mật mấy trăm năm chưa? Giờ hiện diện giờ này ta bỏ hết tất cả, ta theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta đi vào núi, vào rừng, vào nơi chỗ hang động, cùng là ta ép mình trên căn lầu hay là trong nhà, ta không muốn cho ai thấy mặt đứng tu. Còn thấy còn tiếp đại đấu khẩu, còn lợi ích, còn nói qua lại chưa phải là tu đâu. Đụng chạm. Một ngày một bữa cơm cũng tuyệt vời rồi. Xin Phật cho con ăn bữa cơm này. Cho con đạo bữa cơm này, đó là tứ trọng ân của Đức Thầy để dặn nó. Quý vị có hiểu không? Ân đức trước, ân tận, đồng bào, ân tổ tiên, ân tâm bảo. Thấy ân đồng bào ghê chưa? Những cái vật này là cũng của đồng bào nè. Mà hằng ngày sự sinh sống của chúng ta là nhờ cậy đồng bào hết mà không biết ân. Phỉ bán, sỉ nhổ, mặt thị khinh khi, chửi mắng, chấp ngã đủ thứ hết trơn à. Ta nói một câu là mình chửi đài, chửi đùa rồi đó. Thì hôm nay chúng ta tu cái khẩu nè, tu cái tai, tu cái chân, tu thân nè, tu ý chí nè, đó không? Tư tưởng linh hồn mình tu hết. Thấy mình sai món nào thì mình sửa đổi, hư món nào mình sẽ tu bổ lại. Điều kiện này cậu đã nói hôm nay, quý vị phải sáng suốt tinh tấn, thấy không? Quý vị không có chiến đấu được lòng mình, không cướp được xâm lăng trong lòng mình thì đừng có tu uổng công lắm. Còn nếu quý vị nào hiện giờ này quyết chí chiến thắng được, chinh phục được lòng mình, cải hóa được thì cứ bước lên đường đạo hạnh sẽ thành công đó. Cậu đã nói bỏ hết đi, đừng nói nhiều nữa. Nói với chúng quá nhiều rồi, với ma chúng quá nhiều rồi, bây giờ ta phải nói với lòng ta. Khóc ở ngoài nhiều quá, bây giờ ta phải khóc nức nở lòng ta. Tại sao chúng sanh không tu hành mà ta là người yếu hèn phải tu đi cứu nó? Ta phải khóc cho tổ quốc, ta khóc cho quê hương, khóc cho tất cả thế giới nhân loại đang bị đắm chìm cái biển mê này. Đó là ta phải khóc. Ta khóc ta không tu được để cứu cha mẹ ông bà ta, còn khóc mất tất cả này thì làm đi có nữa mà. Đó, thấy không? Đừng khóc nữa, đừng lo nữa, không rồi đâu. Đừng tính nữa, không được đâu, trời đã tính rồi, đồng đạo có biết không? Cậu đã dặn câu này là cuối cùng của Ngài Phương Tiện nói. Trong một đêm nay cậu gọi khóc bao la, mái nhà tranh nhưng cậu nghĩ đó là cánh lầu tòa.
đang hiện diện với đạo ta người tiên Phật thánh. Đồng đạo có biết không? Trò nên hiểu cậu đang diễn cảnh để cho trò đang tập tánh thiền hương. Đêm nay dài vàng con đường, trò ơi gắng học thần dưỡng lòng mình. Trò cái câu thì quỷ tinh sao bắt, trò nghe thầy rồi thầy dắt cho qua. Về nơi thế giới nhân ta, về nơi cực lạc là nhà bảo châu. Tây phương có ánh nguyệt lầu, có áo sen báo, có cầu liễu quê. Nơi xưa ấy tôi không về đồng đau, mê hồng trần đời gió bão mưa đơn. Bao năm cậu á buồn hồn, giảng hoài giảng mãi trong con khốn cùng. Vì đồng đạo cho nên cậu phải hòa chung bận chuột cũng vì ai, cậu nước ngược thuyền bơi. Đời chiều còn phải chơi với cũng vì đồng đạo chưa thành thời non bồng. Cũng vì ai cậu dạy con như vậy, tại vì trò không thấy được đường đi, thành ra cậu phải gian nguy. Dạy hoài chỉ mãi rời lỗi đi mịt mù. Đò cậu rước mù tu đắc đạo, rước trò về được dạo cánh Tây Phương. Đêm nay dài vàng con đường, cậu về phía đạo cánh trường Tây Tây. Quỳ ma ghét trần xây thành ni, cậu không muốn nói nữa rồi, nhưng ngài chỉ làm sao. Lệnh thầy phải búa phải rau, lệnh thầy cậu phải bươn gào ra đi. Muốn nghỉ việc vì đời khinh khi Phật Pháp, muốn nghỉ cho rồi đừng có gặp hiền nhân. Nghỉ đi đặng tịnh nơi trần, cố ý người chết ngọt bỏ thân sao cùng. Không nói nữa, cậu giả hồn giả dai, không có cần ai lại bái làm chi. Mong sao trò chớ khinh khi tôn thờ Phật thánh từ bi được rồi. Đò ai còn mãi chưa sống ở nhồi, đó là mà đò cậu chưa về rồi. Còn nếu đòi sao quá chưa hiểm mà nghèo, đó là đò cậu còn theo rước trò. Đò ai không hát chứ không hò, cậu buồn cậu vắng lặng chưa chuyện cho làm chi. Mưa sắp tới bão to gần đến, thuyền nhấp nhô rồi bến chưa về miền. Mong cậu đồng đạo vì kiến buổi này, cậu đợi chưa toàn hiền qua sông. Thôi ráng đi đạo đồng khắp khởi, mà cậu gửi lời nơi thế giới năm châu. Nói rằng cậu đợi canh thâu giả trang mà khuyên thiện chứ người hầu có rõ chưa. Nơi am tự cậu chưa có mà cảnh nhà kia không ngõ chứ không mở đài. Náo nương với bậc trần ai rừng xưa cũng ở, rồi sông mờ dài cô cũng mờ lắm.
câu vô lý thì văn bạch tuyết mà người chỉ mình mới biết của ngài gửi cùng thế giới chứ nước ở ngoài Nam Phương mà cũng vậy chứ anh tài có một thôi. Nếu hiểu được sáng ngồi tỉnh nghĩ cầu ơn trên chưa dạy chỉ con đường đặng mình sớm có quan lương bỏ đi một kiếp sẽ nhiều dương hồng ơi trần đò ai còn đợi chưa còn gần đó là đò của thánh thần Phật tiên. Này ông lái khùng điên là cậu, bên sông thưa cậu đâu chưa lâu đời, chờ hoài chân mãi lạ lời khách kia không xuống, đưa chiều mới kêu rơn. Kể một chuyến chờ hơi lâu lắm, mà trễ một đời gọi tấm kiếp nào. Đò này cậu đợi xong sao? Trời ơi, ráng bước chưa xuống tàu về quê. Mặt ai nhúng ai trề cũng được, mà đò rất nghèo. Mạnh dáng rách ra của tiên của Phật chưa vậy mà của ngài rách rưới rồi vậy ta chứ đang ngồi thôi. Đồng đạo ráng bồi phước đức đừng công thêm nghiệp lực làm chi sớm chiều thuyền định mau đi. Thấy thầy trong trí rồi không ly chứ tâm mình cầu nguyện diễn đăng trình hoằng pháp mà điểm hôm nay được gặp chứ hiền nhẫn ráng tu dù phải xa gần cũng đồng nhất một rồi kim thân chứ Phật ngài. Nếu thương cậu trần ai xa bỏ mà điểm nay đây giờ ngõ chỉ ở đường. Ở đây nhiều cảnh thế lương tạo gây nghiệp ơ quả rồi chung đường hố sâu. Thôi nghe cậu đừng sầu dũng dài chút đạo tâm mơ hải hoài xa vời. Nhớ rằng ta đã cho lời dù xa cách biệt nhưng một đời mà thôi. Cậu tăng hiền nhân bức thơ đề nói rằng phải nhớ hỡi hồi quê nước Nam có Phật ta chờ đợi cố gắng sửa sang kiếp mau về. Thiền từ bác ái thầy đợi đó mau đi kẹo trễ phải tay tê tặng ban lời lẽ hơn vàng ngọc thanh tịnh ngồi tu rạng bồ đề. Cậu nhắc cho người được hiểu thân sớm hôm tu tình có lìa trần nằm trong tứ khổ ôi là khổ tu hành yên tình ngữ đài lân. Cậu nhắc đạo tâm quá nhiều rồi
khuyên cho đừng để sự lối thôi, học hành cố gắng cho thành đạt, đặng ta thi cử có trực bồi. Bài bổn kỳ này đó sẵn hết, về trường thi cử đoạt cao ngôi. Tu thêm chút nữa cho vẹn vẹn, đừng để bổn bài phải lôi thôi. Nhắc nhở đôi lời ta bi thiết, cầu mình còn ở chốn xa xôi. Gửi thơ thấm đạo khắp trần miền, cầu mình không ở cánh Phật thần tiên. Hòa cùng đồng đạo nơi thế tục, cậu chẳng được an chốn vô miền. Vì ái cậu khổ điên dưới đạo, cũng vì bả tánh chẳng được yên. Không lo cảnh tình làm sao thấy, tâm dạ cuồng phong cứ não phiền. Trả ơn đức cầu bấy ngày giờ, trả bằng tiền bạc hay lý thơ. Trả đi công đức vô biên đó, cậu đợi trò thôi chôn bớt bờ. Thắm hỏi trò nghèo ở nơi đâu, khắp biển trần lao cũng một bầu. Dù xa gần đó ta cùng ý, mong rồi đọt pháp dạy của sâu. Hiểu được lời ta cố gắng lòng, nói chân cho ráng ta cho sống. Đằng lên thì nội về quê cũ, thấy được lòng qua giới đại đồng. Chúc hết đêm nay học trò nghèo, dựng thuyền đứt cầu xóm dở neo. Phụ đi với cầu chèo qua bên, dù khổ gian nan có hiểm nghèo. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay cầu xin tặng cho tất cả đồng đạo trong một lời này đó, cầu báo ân huệ sau cùng. Đồng đạo mua cũng không có, mà xin cũng không được. Vì đúng giờ ngày thầy cậu đã cho thì cho, còn không thì thôi. Tức bây giờ này là cơn nguy ẩn của đức cậu rồi, thì quý vị cũng không nên tìm được để làm. Thấy không? Mượn cái đời đừng ẩn đời. Nếu tất cả người ngoài thế thấy chê chán, ta mới còn được biết pháp của Phật. Nếu người mê mội mà đến gần gần rồi rồi thì pháp Phật đã mất rồi. Ngày hôm nay cậu đã nghỉ, tất cả đồng đạo đã có duyên phước nhiều đời kiếp, cậu xin kính tặng cho tất cả các quý vị đạo tâm. Dù xa gần cũng vậy hết, cố lo dồi mài kinh sự. Nó tình tự giống nhất hằng giờ hằng ngày của mình, đừng để cuộc tổn hoại uổng lắm. Và linh hồn mình phải trực giảng Tây Phương, phải ráng chiêu tập hằng ngày để chiến đấu thắng tất cả nhân vật chất, phải hy sinh toàn đồng nghiệp chư Phật mới được. Phải chung thủy trọn chung với đức thầy, phải ráng hy sinh cho một giờ này để cố lo trao dồi đạo hạnh tất cả đồng đạo. Lời giảng tiếng Ngọc hôm nay không phải rẻ đâu. Cậu xin tặng cho tất cả đồng đạo một mái cơ đạo này bí truyền, bí pháp. Mong tất cả quý vị phải để bên trong để thờ phượng chu đáo đầu đầu dây mang của đức ngài và thượng phụ. Sáng tô cầu, cố cổ viện, thất tổ, ông bà cha mẹ mình nhiều đời kiếp để trực giảng Tây Phương. Đó là do con tu hành đắc đạo của quyền siêu. Vậy hôm nay cậu xin kính chúc tất cả đồng đạo được dặn sự an lành. Cậu không dị thân dị kỳ, cậu không phải phàm đâu. Mà thể xác bây giờ cũng vậy luôn nữa. Nếu bộ máy của ta phải là của ta, chiếc xe của ta hoàn toàn của tài xế là ta đó. Vì vậy cho nên còn nương thế, còn gần gũi, còn chung sống với quý vị, còn lẫn lộn quý vị,
còn tạm một phút giây với quý vị đó. Trợ duyên tất cả cùng nhau đi chăn hòa trong mối đạo giáo. Quý vị sẽ sống đi. Quý vị tu thiệt sẽ sống mãi mãi. Quý vị sẽ đem chôn chết trước đi rồi sống mới được. Quý vị chôn cái xác thể mình trước đi. Cho một kiếp đời người ta danh vọng mình không có. Người ta ăn tất cả đầy đủ những món giết con này và con kia mình ăn chay trường. Đó là mình đã sống đó. Mình không cãi lại. Mình sống không bon chen, không ích kỷ, không tham lam, không tà dại. Mình giữ quyền lương đối với tất cả tổ quốc, nước nhà. Mình rất là trung trực thiền lương đối với người dân tốt đẹp. Đó là mình là người sống được đó. Mình chôn đi những cái dị dạng tối tâm mù lò của mình. Mình giết nó đi. Giết cái tham lam, giết một cái đài cát, giết một cái tráng lệ nguy nga của nó, ham muốn đi. Rồi mình sẽ thành Phật liền. Còn mà mình còn mê nó, mình không thành Phật được. Vậy hôm nay cầu mong tất cả đồng đạo một lời nói này, quý vị sẽ chi ra biết bao nhiêu không? Để cứu người ta, để cứu nhân quần, để giúp tất cả ba gia ba tánh. Một ân huệ này là thôi. Đồng đạo ráng đi. Cho đồng đạo cầu xin Đức Ngài, con có thể cho không? Còn cậu thì cậu đã nghĩ rồi đó. Cậu đã thanh tịnh rồi, cũng không yên, cũng còn thương xót chúng sanh, cũng còn nhỏ giọt cho họ. Vì lẽ đó mong cầu phải ráng cố gắng. Chứ cậu đã cải định thiên điều rồi, đã bị thiên điều trừng phạt rồi đó. Quý vị thấy chưa? Mà giờ còn ngồi nói như thế này là cải biết bao nhiêu chưa? Như cậu sẽ tự nghĩ rằng cuộc hy sinh này cậu cải định thiên điều để cứu dân quốc, để trở về an lạc, thì điều đó cũng không đến đâu quá. Cho nên giờ này cậu sẽ nói với quý vị phải ráng nha. Kiểm điểm từ lời ăn tiếng nói, từ một cái nếp sống của mình, từ cái tư tưởng của mình, đừng để sanh nảy gì hết. Phải toàn hiền, toàn thiện, toàn năng hết như quý vị, để mà sống coi đời, để sống gặp Phật, để sống coi Đức Di Lạc ra đời. Ngài để vui vẻ cười cây đại đạo long qua, Ngài đã trổ rồi. Quý vị sẽ đáng như mùa xuân sắp khó, xương tiết sắp rơi, mà mình đã hỏng rồi thì uổng lắm đó. Mình cứ nô đùa theo những cái vật chất phù sa này, phú quý vinh qua, nó không tồn tại đâu. Nó có tạo điều kiện gì thì cũng thế nhân thôi, chứ không phải là thánh nhân đâu. Đó. Mà ta phải cầu sao ta đã gặp thiên tài, thiên nhân mới được. Chứ phàm nhân này cũng không bao giờ tồn tại được, sẽ tan ra nước. Cát bụi quần về cát bụi, phải đáng đi bằng linh hồn. Cũng như từ Việt Nam sang hải ngoại, ta muốn đi, ta phải có đầy đủ tiền bạc. Ta phải có nhiều phương tiện ta mới đi được. Còn muốn sang cực lạc quốc, thì chúng ta cũng phải đầy đủ tất cả đức hạnh, tu hành. Phải như sao sang cực lạc mới được. Chứ nếu còn mang cái phàm tâm này thì nơi xứ ấy không có xài mình đâu. Nói gì đó, thì quý vị sẽ hiểu như thế nào. Trong đêm hôm đừng có lại cầu gì xin quá đổi nữa. Làm phiền phức thầy tổ cùng là Đức Phật, Ngài muốn thánh tịnh không nghe. Cùng là đừng rầm ràng buộc nữa. Đó là chúng sanh còn cầu có, còn dân sinh, còn ảo tưởng. Thì vô ích, Phật Ngài không cho đâu. Mà ta phải đánh đổi cái tâm lý. Ta phải tu bằng chân lý đúng. Ta phải hiểu kỹ. Ta phải đọt được những gì của Phật Pháp. Chính ta làm mới có. Chính ta tu mới đắc. Chính ta hiểu mới thành. Chính ta ăn mới no. Chính ta đi mới tới. Điều đó là cậu phân biệt rất rõ ràng. Đừng giao phó cho ai làm việc của mình không hoàn thành đâu. Sẽ bị hư hoại. Mướn tu, cậy nhờ người tu, xô sắc cho người ta tu cũng không được. Chính mình miếng ruộng phải chu đáo hằng ngày. Phải trồng những món hoa màu gì cho đúng lúc, đúng mùa, đúng tiết. Mình phải kiểm tra hằng ngày sự việc hư hoại của chúng ta ở đâu. Việc đời mình làm thì chi cũng phải còn kiểm tra tất cả. Đó. Còn muốn gì đạo thì mình phải quán xét, suy nghĩ kỹ lưỡng từng tự hằng ngày để rồi lo tu. Đó. Thì giờ này quý vị đã ngộ tức thời. Nếu quý vị biết được thì quý vị sẽ thành đạo. Còn không biết, cứ giữ đạo hoài. Đạo mà giữ hoài đó thì không thành được. Phải hành đạo. Đó. Phải học đạo. Đó. Rồi mới đắc đạo. Hiểu chưa? Bây giờ mình giữ đạo hoài mình không hành. Mình không làm. Thì làm sao đi? Ai cho mình được? Cho nên hôm nay cậu xin kính thưa cho quý vị đạo tâm cùng tất cả khắp nơi miền. Ráng cố gắng. Trong lời nói sau cùng này cậu xin kính thưa quý vị. Đây là cái xác thân chim thân của cậu đang dốt. Không biết gì hết. Nhưng mà tại sao hiện giờ là cậu đang nói pháp như vậy? Thì quý vị có biết rằng cổ nhân có một hồn phân muôn hình. Người dốt nói pháp hóa rành cổ lai tế thế thuộc dòng Bửu Sơn. Cuộc trong dòng võ Bửu Sơn đã phái chiến. Vậy quý vị phải ráng cố gắng đi. Nhiều đời kiếp chúng ta mượn thể pháp này để làm việc cho Phật Pháp. Đã ký hợp đồng bao năm kiếp rồi chứ không phải mới đi đâu. Tiễn lựa
gửi vàng phải chọn mặt. Quý vị cứ ráng lo tu đi, Phật đã hiện độ quý vị trong thâm tâm sẽ có sẵn từ khi lúc lâm trần, vừa đời kiếp lần. Tại vì mình mê quá bỏ Phật đi, rồi cầu xin thỉnh Phật hoài, thỉnh hoài nó cũng vô nghĩa thôi. Phật đi đừng trọng kính ta, mà phải trọng kính các ngươi để tu đi về với Phật. Phật đã có cho mình rồi, mà mình không hay. Đó, như vậy đó. Cho nên hôm nay chúng ta là Phật, chúng ta phải chiến thắng, chiến đấu ma đi về Phật. Phải oanh liệt, phải bản lĩnh kiên cường, nhẫn nại lúc khổ đau, gương mặt cũng không sụt sùi e thẹn. Trước giặc thù ta phải chiến thắng nó. Thèm khát ta không ăn, đòi hỏi ta không cho. Ta phải giam mình lại để lo tu. Tại sao ta để trường trai khó khổ như thế này là cha chiến thắng được giặc một phiên rồi. Hiểu chưa? Bây giờ còn chiến thắng nhiều giặc nữa. Mắt còn thấy, tai còn nghe, miệng còn nói, ta phải chiến thắng tất cả những môn phái của nó đang lè lẹt để ám hại ta. Vì nó là ma dương, nó báo Phật nó không cho về Phật mà. Cho nên vì sự đó cầu sẽ nói với quý vị rằng cầu sẽ nguyện đưa quý vị sang sông đó. Nhưng mà yêu cầu quý vị xuống được đó mà này không chịu.